leo leo gỗ góc nhà này. A gỗ góc nhà. Đấy, góc em thì đi leo ấy. Xấu quá. À thế thôi mẹ 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 tí là mà không chịu mặc quần á, mẹ lấy quần đem đi đi mặc nha. Nha. Đấy, mẹ lấy quần con đem đi đi mặc. Đi đi. Ê, đi đi đấy rồi. Em đi thương mà. Em đi thương chị gấu cái này. Sao? Được rồi. Thôi mặc quần vào chứ. Mẹ thay quần mới cho rồi thì mặc vào chứ. Mặc quần hả? Ôi ôi xấu, tôi con gái mà xấu ấy. Thấy không? Titi cũng mặc đồ này, thấy không? Titi còn mặc đồ đẹp mà. Đấy. Anh Titi bảo chị đừng khóc nữa. Titi bảo chị đừng khóc nữa này, thấy chưa? Để bánh gạo cho con ăn nhá. Cha mẹ để bánh gạo kia mà chị em không lấy ăn à? Titi thả tóc mẹ ra nào. Gấu cũng ngồi đây. Thì bắt cháy cho mẹ là đúng rồi, để mẹ đi lấy bánh gạo thôi nha. À thì tôi ngồi đây chờ mẹ nha, mẹ bế chị gấu thì lấy bánh gạo nha. Ra đi. Ra đây. Nhặt lên ăn. Đi ăn cho đi nhịn. Đây của con. Đi ra đây cho mẹ nào. Ăn cái gì này? Bánh ngoan thì ăn cái gì vậy? Ngon không? Bẩn. Giấy thì đi nhai ra. Không, để mẹ vứt ra. Con ăn đi. Xin chị đi, xin chị gấu nhớ. Em xin. Này, tay đi đi cầm. Cầm vô chuối này, đem xì lên xin. Đen. Ti lại bắt đầu buồn ngủ đấy, chơi chán là buồn ngủ rồi. Gấu nằm ở đây, mẹ cho em đi nằm với con nào. Ti sao giờ ngủ buồn đấy Ti? Đưa mẹ đeo cầm máy cho. Dạ. À, con xem tay đi hả? Tay đi có cái gì ấy? Còn nặng lên, buồn ngủ à? Dạ. Bận hả? Tay đi bận đúng không? Ti bị bận à? Bận đen xì nhờ. Tay Ti nghịch bận này là Ti không cầm bánh ăn được rồi. Bận đâu? Tay này, cái ngón tay này chuyên gia mút này. Mút ngón tay này. Dẹt hết ngón tay rồi. Trông đi để mẹ cho em đi nằm ngủ đây luôn. Bánh ngọt con đây, con làm con ăn. Mẹ bánh này trông đi để mẹ cho em đi nằm ngủ. À. À, bánh này.
buồn ngủ đây, nằm đây ngủ để mẹ đi nấu cơm nha. Chị gấu trông em cho mẹ nha. Mẹ. À thế con đi nấu cơm với mẹ hả? Đi nấu cơm hả? Nấu ăn vạ quá. Đi đi nằm đây. Đi nằm đây ngủ đi. Đi.